Rồi chào anh em nha, lên cho anh em bộ 4 món 68 nha, zin đúng zin nha anh em, 4 món 68 nha. Đúng Honda 68 giấy xin lờ á. Biển là 78FA3946 nha. Đó. Thì full bộ 4 món này mình bán giá là 9.800.000 nha anh em. 9.800.000 bao gồm luôn cục máy 110 nha. Bao nổ y máy nhẹ nhàng, zin lớn bơm nhất rời đầu lòng quay ha. Đó, full cục máy luôn, nắp cá vò đạp vò số đầy đủ. Cái bộ giấy này rất là đẹp, cây sườn nè, mình bao với anh em là chưa có đồng một miếng nào luôn ha, chưa có đồng một miếng nào luôn, lỗ cốt còn lỗ cốt zin luôn nha. Đó, cây sườn này rất là đẹp nè, anh em nhìn hai cái đuôi nè ha, chưa có một miếng nào gọi là đồng luôn. Bên trong là thẳng băng, không nứt không xé không hàn gì hết nha. Và đặc biệt cái bộ giấy này là cái bạc xanh nha anh em, cái bạc xanh ha, 4 món ha, không chính chủ ha, bán 300 chấp. Đó. Anh em nào mà giấy này mình đã tết gốc rồi nha anh em, tết gốc rồi nha, ok nha. Đó. Anh em nào xài alo mình, sườn 68 bao dày nha, cây này nguyên đúng cái sườn 68, sườn lóc là số sườn số máy nguyên zin nha, không sàn tháp nha anh em. Đó. Sườn là 50 nha, sườn số máy nguyên zin không sàn tháp, full cục máy luôn, mình bán giá 9.800.000 nha. Anh em nào chưa có giấy ráp xe 67 alo mình, 9.800.000 cho bộ giấy 68. Con này 68 đầu đầu mười mấy thì mình chả thấy rõ, đầu 16, số sườn đầu 16 nha. Anh em nào muốn thì về sang tên theo thông tư nha, sang tên nhắn chủ.